Lê Hùng lập cú đúp giúp đội hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu đánh bại câu lạc bộ Sài Gòn là Chu Văn Kiên, cái tên chưa được nhiều người biết đến. Số 7 của Bà Rịa Vũng Tàu quê ở Phú Thọ. Trước khi gia nhập đội bóng giàu tham vọng của miền Đông Nam Bộ, Chu Văn Kiên khoác áo Công an Nhân dân. Anh được huấn luyện viên trưởng Trần Minh Chiến trao cơ hội ra sân với vị trí tiền vệ biên phải vì sở hữu tốc độ rất tốt, kỹ thuật ổn. Dù vậy, Chu Văn Kiên cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thiện kỹ năng chơi bóng. Đây là một cầu thủ có thể nói là hội đủ, có thể nói là khá nhiều yếu tố. Tuy nhiên thì số 7 cũng phải là tập luyện thêm, có luyện thêm, vì đôi khi trong bóng đá mà không thể nào mà chơi mình được. Nếu như mà Văn Kiên mà chuyền bóng tốt hay là có ý thức mà đồng đội hơn thì có thể là có thể trận đấu sẽ dễ dàng hơn những phút cuối. Dưới sự hướng dẫn của Trần Minh Chiến, Chu Văn Kiên đã biết tỏa sáng đúng thời điểm khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị rồi hai lần sút tung lưới câu lạc bộ ở hạng V-League Sài Gòn FC. Khởi đầu mùa giải rất ấn tượng với tiền vệ sinh năm 1998. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.